Thưa quý vị, thiết thực tổ chức các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, Tuổi Trẻ Đà Nẵng đã triển khai nhiều công trình phần việc có ý nghĩa. Một trong số đó có thể kể đến là công trình thắp sáng nghĩa trang, lắp đặt các trụ bóng đèn năng lượng mặt trời tại các nghĩa trang, nghĩa chủng, bia tưởng niệm trên địa bàn thành phố. Ngay từ năm 2021, Thành đoàn Đà Nẵng đã bước đầu triển khai chương trình thắp sáng nghĩa trang, tri ân các anh hùng liệt sĩ bằng việc lắp đặt các trụ bóng đèn năng lượng mặt trời tại các nghĩa trang, nghĩa chủng, bia tưởng niệm trên địa bàn thành phố. Với ý nghĩa tri ân sâu sắc, đến nay công trình đã có sự lan tỏa và tiếp tục nhận được duy trì mở rộng tại nhiều nghĩa trang trên địa bàn thành phố, như nghĩa trang liệt sĩ thành phố, nghĩa chủng Phước Đình, nghĩa trang liệt sĩ quận Liên Chiểu, nghĩa trang liệt sĩ phường Hòa Hiệp Nam, nghĩa trang liệt sĩ Hòa Ninh, nghĩa trang liệt sĩ Hòa Bắc. Tất cả đều được huy động từ nguồn đóng góp của các tổ chức cơ sở đoàn, các đoàn viên thanh niên với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Cái mô hình mà thắp sáng nghĩa trang thì đoàn thanh niên công an thành phố đã triển khai 3 nghĩa trang địa bàn quận Liên Chiểu với số lượng mộ là hơn 1.000 mộ. Thì hiện nay là hôm nay chúng ta khánh thành và bàn giao cái công trình hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại hội nghĩa trang Hòa Hiệp Nam với tổng kinh phí là 300 triệu. Đây là kinh phí của các bạn đoàn viên thanh niên thuộc toàn đoàn thể đoàn công an thành phố đóng góp để thực hiện các công trình chuyên môn hàng năm. Thông qua cái hoạt động này thì ban thường vụ đoàn thanh niên công an thành phố cũng mong muốn giúp cho đoàn viên thanh niên ta nhận thức sâu sắc được cái ý nghĩa tầm quan trọng của việc biết ơn những anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến sức hy sinh xương máu của mình vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên thanh niên tại cơ sở cũng thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, quét dọn, tôn tạo cảnh quan tại các nghĩa trang, qua đó thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Là những người đoàn viên thanh niên của phường Hòa Hiệp Nam, chúng em cảm thấy rất là phấn khởi khi mà bắt đầu từ thời điểm này, mỗi tối thì tại nghĩa trang liệt sĩ phường, các phần mộ sẽ được thắp sáng như là cái sự soi sáng của thế hệ cha anh đi trước đối với thế hệ trẻ của chúng em, và là đơn vị địa phương trực tiếp được nhận cái sự ưu đãi này, thì chúng em trong thời gian sắp tới sẽ cố gắng bảo tồn và giữ gìn thật là cẩn thận, và cũng sẽ thường xuyên tổ chức ra quân làm sạch, dọn dẹp và cũng như kiểm tra để cho cái công trình này nó sẽ được sử dụng một cách lâu dài hơn. Với Tuổi Trẻ Đà Nẵng, công trình thắp sáng nghĩa trang không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ cài trồng cây, mà còn truyền đi thông điệp thắp lửa, thắp lên lòng tự hào về truyền thống anh dũng của dân tộc, để tự răng mình sống sao cho xứng đáng với những hy sinh của lớp lớp cha ông.